Anh bao nhiêu ơi, sự sống đến từ đâu? Để rồi một mai sự sống sẽ đi về đâu? Tiếng tay công danh quyền thế sẽ mãi còn lại chăng? Bạn ơi mau tìm ý nghĩa thật của cuộc sống. Ngày bao nhiêu ơi, sự sống ngắn ngủi làm sao? Cuộc đời con người như chiếc lá trên gió, vụt vụt trôi đi cùng sóng nước thời gian. Đâu rồi bao người, hôm nào ta thương ta nhớ. Rồi một ngày kia Chúa đến, Ngài hỏi bạn đã sống ra sao. Rồi một ngày kia Chúa đến, Ngài hỏi bạn đã sống thế nào. Rồi một ngày kia Chúa đến, liệu bạn sẽ trả lời ra sao? Hiện nay bạn đã sống thế nào? Rồi một ngày kia Chúa đến, Ngài hỏi bạn đã sống ra sao? Rồi một ngày kia Chúa đến, Ngài hỏi bạn đã sống thế nào? Rồi một ngày kia Chúa đến, liệu bạn sẽ trả lời ra sao? Vậy thì giờ cuộc đời trả giá. Hiện nay bạn đã sống thế nào? Vậy thì giờ cuộc đời trả giao phó. Hiện nay.